Chào mừng em sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3, sách chân trời sáng tạo qua sách và bài tập. Bài 2, đua ghe ngò. Hoàn thành sơ đồ tìm ý cho đoạn văn thuật lại một ngày hội em đã chứng kiến. Rồi em đã chứng kiến một ngày hội nào? Thì em sẽ nhớ lại và em hoàn thành sơ đồ tìm ý cho đoạn văn. Ở đây thầy giáo lấy ví dụ minh họa cho em dễ hình dung. Ví dụ là ngày hội, lễ hội, đền hùng, địa điểm là xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời gian thì thầy giáo viết ngày hội chính rồi. Ngày hội chính là ngày 10 tháng 3 âm lịch. Sang phần hoạt động, có phần bắt đầu. Phần bắt đầu bằng lễ dâng hương có đại diện của nhà nước tại đền thượng, tức là dâng hương tại đền thượng. Tiếp theo phần lễ dâng hương là phần lễ rước kiệu, thì bao gồm có cờ, lọng, hoa, kiệu, trang phục truyền thống đầy màu sắc. Từng đoàn rước kiệu sẽ xuất phát từ dưới chân núi rồi đi qua các đền để đến đền thượng. Rồi tiếp theo nữa là sau tế lễ là phần hội. Bất kỳ một lễ hội nào thì cũng có phần lễ và phần hội. Sau phần lễ là phần hội, thì phần hội bao gồm múa hát xoan ở đền thượng và hát ca trù ở đền hạ. Kết thúc là các trò chơi dân gian như ném còn, chơi đu, đấu vật, bơi chải, kéo co, vân vân. Rồi các em tham khảo và các em làm bài nha. Video hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.